Xin chào cả nhà nha. Trưa nắng quá rồi, đây đang ngồi ra mép cả nhà. Trong nhà bốc ôi bức lắm, nóng lực. Ủa, bớt. Tôi kìa bớt kìa cả nhà ơi. Cái này gọt cho con ăn hả? Hả? Thôi khỏi ăn đi, khỏi ăn nha, khỏi ăn nha. Hả? Sao? Bố tìm cái cây ra cả nhà. À, nó đẩm thì gọt cho con ăn nha. Này, gọt cho ăn ăn nha. Trời ơi, mua gì mà đỡ trên đó, quên nó sắp rồi. À, bố tìm lê ra gọt cho bố ăn này cả nhà. Đi chỗ. Mì gọt con ăn nha. Mì gọt lê cho bót ăn nha. Sao chú miệng này kìa xinh à. Chú miệng này xinh à. Không cho bót ăn đâu. Mì ăn một mình. Ăn mình nha. Ăn mình, không cho con ăn đâu. Sao? nhìn. Không cho bớt ăn đâu, ăn một mình tấm thiềm bớt luôn. Nè. Chưa? Giỡn thì thay cho ai nhỡ làm mèo ấy. Ô, nó người ta im không ăn nghỉ. Chờ mẹ xíu mày gọt xong lại nha. Ôi trông ta. Sao? Từ từ nha. Con mình ăn cái này nha, từ. Đây, mình à, mình mời cả nhà ăn lê nha cả nhà. Này thì cho con. Nóng quá, lê ngọt quá cả nhà. Bớt hung mình miếng rồi, hung mình miếng mình cho. Thôi mình xin kết thúc video luôn nha cả nhà. Mình hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Bye bye cả nhà. Ngon ta. Thôi không được như vậy. Mình có một miếng rồi là không được, lấy cho mẹ nha.